Anh Đăng ơi, đang có bác khách này muốn nhờ mình thiết kế một cái bức kê cúc, bởi vì bác ấy thích cái cúc đoá của mình nó nở to để đục cái cánh nó mỏng ấy. Anh thiết kế luôn để gửi cho khách cái nhá. Ok nhá. Và nhận lời đề nghị của bác khách thì chúng tôi đã ngay lập tức thiết kế một cái mẫu tranh kê cúc với hình ảnh là bông cúc đại đoá nở rất là to và từng cánh đang đua nhau như là khoe cái sắc đẹp của mình. Bên cạnh đó là gia đình nhà gà với chú cà trống mang một cái hình dáng rất là oai phong, điềm nhiên mà rất là mạnh mẽ. Và hiện tại bây giờ thì đã đến những cái khâu gần như là rất quan trọng của bức tranh, là đánh dây ráp và hoàn thiện những cái chi tiết cuối cùng. Các bác hãy cùng chờ xem khâu hoàn thiện và khi bức tranh này lên tranh sẽ như thế nào nhá.